Tâm an, bạn sự an. Mở phủ rồi hay chưa ra mở phủ, ai mà mắc những hiện tượng này thì tạm thời xem xét lại khi đầu tư tiền bạc lớn, không nên vay mượn nhiều và không nên cho vay. Thứ nhất, tâm tính thay đổi liên tục, buồn vui thất thường, về nhà thì cảm giác nóng ruột chỉ thích đi ra khỏi nhà, thích giao du với những người có tính lăng nhăng trăng hoa rượu chè cờ bạc, sống buông thả, bỏ rơi gia đình, ra ngoài thì niềm nở vui vẻ về nhà là quát mắng, chồng, vợ con, tự gây chuyện xích mích với người thân ruột thịt, việc nhà thì nhác, ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng. Lười làm chỉ thích vay tiền mượn tiền người khác, ăn nói thì xảo biện thị phi đố kỵ. Trường hợp này hạnh phúc gia đình dễ đổ vỡ, trong lúc này mà hợp tác đầu tư kinh doanh sự thất bại mất mát sẽ rất cao. Thứ hai, còn trường hợp hai tính nết cũng hay cáu gắt vui buồn cũng thất thường sắc mặt thay đổi liên tục, vợ chồng bất hòa, không thích ở gần nhau, khó nói chuyện cùng nhau, tính bảo thủ hiếu thắng luôn cho mình đúng, đôi khi ngộ nhận bản thân mình tự cho là giỏi có thể biết được tương lai quá khứ người khác, đoán được ý định người khác. Tính nết thì không kìm chế được, ăn nói quá lời làm tổn thương người thân và bạn bè, xong lại thấy áy náy hối hận, rồi lại tự hỏi bản thân mình sao mình lại như thế. Trường hợp này cũng không nên đầu tư kinh doanh lớn chỉ làm nhỏ thì được không nên vay vốn quá lớn. Có tiền cũng không cho người khác vay, cho vay sẽ khó đòi. Có một số người khi bị những hiện tượng như này mà muốn bắt đất, bán một số tài sản để đầu tư, nhưng không bán được, cảm thấy lo lắng, nhưng thật ra đó là phúc, âm phần gia tiên giữ cho nếu mà bán được dùng tiền để đầu tư kinh doanh sẽ trắng tay thua lỗ, trong họa có phúc, tưởng là phúc nhưng có khi là họa, tốt vay dày nợ đang bị cơ hành mà dễ vay mượn đó sẽ là đại họa. Vậy khi nào là thời vận tài lộc tốt nhất cho bản thân để đầu tư làm kinh tế? Thứ ba, gia đạo an vui vợ chồng hòa hợp, không thích đi xa nhà quá lâu, đi đâu cũng chỉ mong về nhà với người thân và gia đình, người có vợ có chồng cuộc sống gia đình thì ngày càng tốt lên vui vẻ hạnh phúc, dù kinh tế còn khó khăn nhưng vợ chồng hòa thuận con cái ngoan ngoãn lúc này gia đạo đang có chiều hướng tốt lên dù trong nhà không có tiền. Tâm vẫn thấy vui vẻ thanh thản, thì đó là phúc lộc, tâm hoan hỉ sẽ sinh tài lộc, tài vận thời cơ đang tốt lên. Và tự bản thân cũng thấy mình tính nết thay đổi, không nóng tính, không cáu gắt, biết nhẫn nhịn. Khi đó phần âm gia tiên cũng yên. Lúc này đầu tư làm ăn kinh tế sẽ tốt có tài lộc hanh thông gặp đối tác tốt gặp quý nhân. Bốn, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, gia đình mà chưa tu được thì buôn bán làm ăn cũng khó thành công. Gia đình yên ấm thì phải chịu khó làm ăn kinh tế, cuộc sống gia đình kinh tế ổn định thì hãng đi lễ. Cuộc sống gia đình chưa yên kinh tế khó khăn chưa ổn định mà suốt ngày chỉ thích đi lễ thì sự tu chưa thuận đang tu ngược, và chưa yên căn yên số, nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình sẽ cao. Bất kể ai đời thường cho đến quan chức hay người tu đạo mẫu, bỏ bê cuộc sống gia đình không thích ở nhà chán chồng chán vợ, thích cuộc sống trăng hoa nơi chốn lạ, thì sớm muộn gia đình cũng đổ vỡ, mất công danh sự nghiệp tiền tài trắng tay, có thể lao lý đường pháp luật sớm hay muộn. Đôi lời nho nhỏ chúc cả nhà ngày mới vui vẻ hạnh phúc bình an cát tường. Chia sẻ của thầy Huyền Tích.